tuần này. Khi tiếng hát đầu tiên của em cất lên là chị đã muốn bấm quay trở lại ngay rồi. Anh có nên nói gì để thuyết phục em hay không, hay là em đã có sự lựa chọn của mình luôn rồi? Không, anh cứ phải nói. Phải nói chứ. Huấn luyện viên Nhu Phước Thịnh là một ca sĩ trẻ, hoạt ngôn, có cái sự tự tin. Nhu không cho mình là một người trẻ, Nhu tin rằng mình là người có đủ những cái kinh nghiệm để ngồi lên chiếc ghế nóng này. Nói về con trai vừa hát vừa nhảy, lúc này anh đang là đứng nhất đó. Khi các huấn luyện viên đã dần quen với đường Nhu mới, cũng là lúc cuộc đấu đi vào giai đoạn quyết liệt nhất. Giọng hát của em á làm anh tưởng tượng tới cách đây 20 năm khi anh mới vào nghề. Em không cần thiết phải có anh Lam Trường, bởi vì chị ngay lập tức có thể là một người bên cạnh để hát những tác phẩm như là chị đã hát với anh Trường cách đây 20 năm. Liệu nút chẳng có được tiếp tục sử dụng hay không, hay các huấn luyện viên sẽ áp dụng chiến thuật khác để đấu với nhau? Anh có bờ vai nữa nè. Bờ vai từ năm ngoái tới năm nay rồi đấy, nó không còn trinh nguyên nữa em hiểu không? Nhưng mà anh vẫn đủ vững chãi để cho em. Chị thua. Nói thật là chị thua luôn. Tất cả sẽ có trong tập 2 của chương trình Giọng Hát Việt mùa thứ 5, được phát sóng vào lúc 21:15 ngày 27 tháng 5 trên kênh VTV3.